Ly hôn, 10 ảo tưởng chết người mà bạn cần biết. Nếu như bạn muốn ly hôn thì bạn phải tránh những cái suy nghĩ sai lầm như thế này ha. Thì nếu bạn đang có manh nha cái ý nghĩ muốn ly hôn thì nhất định là bạn phải nghe cho trọn cái podcast này nhé. Bởi tôi chắc chắn rằng á, một điều rằng là các suy nghĩ của bạn hiện giờ á, ít nhất là sẽ có vướng một vài điều mà tôi sẽ nêu ra sau đây. Đây là những cái suy nghĩ cực kỳ phổ biến mà những người chọn con đường ly hôn hay dùng để biện hộ cho quyết định của mình. Đó có thể là những điều sai, rất sai mà những người đó không nhận ra, hay có thể là sau khi họ đã ly hôn rồi thì họ sẽ nhận ra, nhưng chính những người đó không bao giờ dám thú nhận lại với ai. Thì podcast này có khi là sẽ nhận những cái bình luận tiêu cực hay là nút dislike của nhóm những người đã ly hôn rồi đó chứ. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi với tôi, nhiệm vụ của một chuyên gia tâm lý làm việc chuyên môn chính trong cái lĩnh vực tâm lý hôn nhân và ly hôn, thì hôm nay tôi sẽ đem đến những cái phân tích thiết thực thật sự về 10 điều ảo tưởng về ly hôn, để những bạn nào mà vẫn đang còn nghĩ rằng là ly hôn là giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình, thì có dịp nhìn lại để hiểu và có được những cái quyết định chính xác hơn cho cái vấn đề quan trọng sống còn này của mình. Mà nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe podcast của tôi và bạn đang thắc mắc tôi là ai, những phân tích của tôi thế nào, có đáng để bạn bỏ thời gian ra nghe không, thì tôi xin dành chút thời gian chào nhau tí đã ha. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đại diện tại thị trường Việt Nam cho chương trình Hồi sinh Hạnh Phúc, là liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình lần đầu tiên được đưa về Việt Nam theo cái mô hình liệu trình tâm lý đã được triển khai thực tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, với cái cam kết là giải cứu khủng hoảng hôn nhân trong vòng 4 tuần dành cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh hạnh phúc. Thì ngoài cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc chính thì tôi cũng thực hiện những chương trình hỗ trợ tâm lý miễn phí tại Group Giúp Nhau Hạnh Phúc, cũng là tác giả của các cuốn sách và weblog về các chủ đề tâm lý hôn nhân gia đình. Thì sách và weblog thì tôi có để link đăng ký tham khảo ngay tại dưới cái video này ha. Cũng như là bạn có thể vào trang chủ của hồi sinh hạnh phúc.com. Thì tôi cũng thường xuyên đăng tải các podcast phân tích về những cái vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân tại kênh này. Nếu bạn quan tâm đến những cái loại thông tin này thì bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh khi có podcast mới nhé. Thì như đã giới thiệu, vì công việc của mình liên quan đến hai mảng tâm lý chính là hôn nhân và ly hôn, thì tôi thì cũng như các đồng đội của mình có dịp tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn của nhiều người, nên có thể nói là tất tần tật các vấn đề tâm lý trước và sau ly hôn dưới đủ mọi hình thái thì đội ngũ chuyên gia hồi sinh hạnh phúc chúng tôi đều nắm rất là rõ. Trong đó, khi bàn về quyết định nên ly hôn hay không của một người thì chúng tôi nhận thấy là có 10 cái loại tư tưởng rất phổ biến nhưng lại có khả năng gây hại mà mọi người rất hay mắc phải. Thì trong podcast này thì tôi sẽ lần lượt đi từng điểm một nhé. Thì cái nhóm tư tưởng đầu tiên đó là có ly hôn thì tôi mới thoát khỏi tình trạng mệt mỏi hiện tại. Có nghĩa rằng là các bạn nghĩ rằng là cái việc ly hôn nó là cái giải pháp giúp bạn vượt qua được cái chuyện mệt mỏi mà bạn đang có. Thì đúng thật là có những trường hợp hôn nhân mà nếu bạn cứ tiếp tục chôn mình ở đó thì nó sẽ quá mệt mỏi, và cái việc thoát ra khỏi đó nó là một cái quyết định đúng. Chi tiết về những cái tình trạng hôn nhân nào mà không thể cứu vãn mà bạn nên lựa chọn ly hôn thì tôi đã có một cái podcast riêng với cái tiêu đề là những trường hợp hôn nhân không thể cứu vãn và nên ly hôn, thì tôi có để ngay trong cái playlist ly hôn hay nắm giữ tại kênh Lina này. Bạn có thể tìm nghe để xem là trường hợp của mình có đúng là cái vô nhóm đó hay không nhé. Nếu đúng là bạn đời của bạn có sự lệch lạc về tình dục, kiểu lấy hôn nhân để che giấu giới tính thật, bạn đời thuộc về một tổ chức tội phạm nguy hiểm, làm những cái ngành nghề vi phạm pháp luật nghiêm trọng chết người, hay là bạn đời là cái dạng cuồng tín tham gia bùa mê thuốc lú vô mấy cái loại giáo phái lại vậy đó ha, hay là họ hành xử bất thường theo cái tín ngưỡng đó, hay là bạn đời có những cái hành vi bạo hành ở mức lạm dụng, thí dụ như là bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, hay là bạn đời dính vào các thể loại nghiện như là nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè, cá độ, banh bóng, lô đề vậy đó, mà ở cái mức vượt quá cái ngưỡng chấp nhận và đã gây nhiều cái hậu quả nghiêm trọng, thì lúc đó bạn hãy mạnh dạn mà đứng lên đi ra khỏi đó. Cũng như là trường hợp bạn đời là một cái loại mà có bản chất gian dối, sống ích kỷ, ác tâm, cả đời không đưa được một đồng nào giúp vợ giúp con mà còn bắt vợ hầu hạ kiểu cha kiểu chú, hay là loại vợ mà chỉ biết hỗn hào, ăn tàn, phá hoại rồi hành xử vô học, ảnh hưởng đến gia đình lớn đến gia đình nhỏ, ảnh hưởng đến công nhân sự nghiệp của bạn, thì nếu đó là những tình trạng mà bạn đang gặp phải thì việc ly hôn sẽ giúp bạn thoát ra được những cái hệ lụy mệt mỏi của cái việc tiếp tục. Thì những cái hôn nhân mà ở cái tình trạng đó thì cái việc sống tiếp nó sẽ chỉ làm tổn hại bạn thêm mà thôi.
Nhưng như bạn thấy đó, số lượng mà loại hôn nhân như vậy nó không phải là nhiều. Cái trường hợp mà tôi gặp nhiều nhất á, là việc các bạn cứ hôn nhân có điều gì không vui mà các bạn không biết cách giải quyết. Từ những cái việc như là vợ chồng cứ lục đục cãi nhau, hay là chuyện hai vợ chồng không hợp tính và khác nếp sinh hoạt, hay là chuyện bực bội về một cái điều gì đó mà nói mãi người kia không sửa, hay là chuyện vợ chồng sống với nhau sao mà càng lúc càng nhạt quá, rồi đến chuyện kinh tế khó khăn hoài, hay là chuyện mẹ chồng nàng dâu không thuận, hay là chuyện bên này không minh bạch tiền bạc cho bên kia. Rồi phổ biến nhất nữa là chuyện một trong hai bên lạc bước mà bên kia không biết cách nào để xử lý nên cứ gọi là ghen tuông gây gỗ, rồi đau khổ, rồi kiểm soát, rồi loạn xà ngầu lên hết. Thì nói chung là cứ vì không biết cách giải quyết những khủng hoảng hôn nhân ra sao, thành thử là các bạn cảm thấy bế tắc. Mà bế tắc thì cho rằng là tiếp tục nữa thì sẽ là mệt mỏi, và nghĩ rằng là cái việc cắt nhau ra bằng ly hôn thì nó sẽ giải quyết được cho mình cái mệt mỏi này. Thì trong một podcast trước tôi có nói là bên tiếng Anh nó có một cái câu ngạn ngữ dịch đại khái ra là như thế này. Là khi bạn nhảy ra khỏi cái chảo đang ráng thì coi chừng có khi là bạn lại bị rớt vào ngọn lửa. Thì khi bạn cho rằng bạn vì hôn nhân mình mệt mỏi, thì bạn có dự đoán được rằng là việc không có người kia trong cuộc sống của mình nó có giúp bạn bớt mệt mỏi hơn không? Hay sẽ làm tăng cái sự mệt mỏi lên thêm nhiều phần mà bạn chưa dự đoán được? Thì tôi sẽ chia ra làm hai loại mệt mỏi mà người ta hay gặp phải nhé. Một, đó là loại mệt mỏi về thể xác. Có nghĩa là bởi vì có hôn nhân mà bạn thấy mình tất bật, bận rộn, vất vả, lo lắng, nghèo khổ rồi gì gì đó. Thứ hai là mệt mỏi về tinh thần. Có nghĩa là do chính vì người kia mà làm bạn bực bội, làm bạn phải suy nghĩ, làm cảm xúc của bạn lên lên xuống xuống ha. Và hai cái loại đó nó làm cho bạn nghĩ là ly hôn đi thì sẽ giúp bạn giảm bớt cái mệt mỏi đi. Nhưng nếu nói mà về mệt mỏi phần thể xác á, thì tôi cam đoan với bạn rằng là việc bạn có hai người để chăm lo cho gia đình và con cái thì bao giờ cũng tốt hơn là việc bạn phải một mình gánh hết. Có thêm người đưa đón con đi học, có người chăm lo chạy tới chạy lui nếu lỡ con bệnh con đau, hay là nhà dột xe hư gì đó, có người ngó vô, hay là cơm nước giặt giũ có người lo, rồi có người góp tiền chi phí sinh hoạt và đóng học phí cho con, thì vẫn tốt hơn là một mình tự làm hết từ A đến Z. Còn chuyện nếu như hiện giờ người đó không làm được những điều như bạn muốn, thì đó là do bạn đã không biết cách để điều khiển họ đóng góp đúng mực vào gia đình cho bạn. Vậy thì cái bạn cần sửa là làm sao cho đúng cách để cải thiện cái việc này, chứ không phải là cái việc bạn cắt họ đi sẽ giúp bạn bớt mệt mỏi hơn. Thì rất nhiều bạn thuộc dạng mới kết hôn ở cái giai đoạn đầu, và nhất là khi đối mặt với những cái thay đổi lớn trong cuộc sống, như là phát sinh con cái nọ kia, thì thế là cứ than thở rằng là hôn nhân là mệt mỏi. Đó chẳng qua là do bạn chưa đủ sự chuẩn bị để đón nhận những cái trách nhiệm mới đó của bản thân. Và chẳng qua là chưa quen với những áp lực của cuộc sống thay đổi. Thì điều này nó đòi hỏi ở bạn sự học hỏi và thích nghi để bước đi tiếp. Chứ không phải là bởi vì cảm thấy mệt mỏi mà cắt bỏ. Bạn phải hiểu rằng là bạn có ly hôn người này và cắt bỏ hôn nhân đi, thì bạn cũng không thể quay đầu lại được cái thời son rỗi trẻ trung, ăn cơm nhà mẹ nấu, vô lo vô nghĩ như trước đó được nữa. Bởi vì bây giờ bạn đã là mẹ, là bố của trẻ con rồi, thì những cái trách nhiệm của cuộc đời của một con người trưởng thành á, phải đi qua thì vẫn phải đi qua thôi. Chứ bạn không vì cảm thấy mệt mỏi mà cắt đi để quay ngược trở về lại được nữa. Cứ cho là vì lần này mệt mỏi quá nên bạn cắt hôn nhân đi. Nhưng còn cuộc đời dài phía trước, nếu như bạn vẫn không biết cách để xử lý hay cách giải quyết những cái trách nhiệm của một người trưởng thành trong cuộc sống, thì bạn có bước tiếp vào hôn nhân lần sau nữa, thì mọi chuyện mệt mỏi nó vẫn sẽ trở lại thôi. Đó là chuyện mệt mỏi về thể xác ha. Còn chuyện mệt mỏi về tinh thần, thì nói thật là cái này nó nằm ở chính do bạn, chứ không phải là ở người kia. Thì tôi lại chia ra tiếp làm hai trường hợp ha. Tức là một là cái sự mệt mỏi nó đến từ cái sự mong đợi hay kỳ vọng của bạn đối với người kia. Thì tôi lấy ví dụ nè, cái kỳ vọng của bạn về bạn đời và hôn nhân là 10 phần. Thì chỉ cần có một vài phần không vừa ý, chẳng hạn như chồng bạn, vợ bạn có 7 đặc điểm tốt và đang góp 7 cái phần đó vào hôn nhân, và có 3 cái đặc điểm không vừa ý bạn, và thế là bạn dựa vào cái việc rằng là nếu phải sống tiếp với cái 3 cái đặc điểm không vừa ý này thì bạn sẽ mệt mỏi và bạn cần cắt cái người đó đi. Thì cái việc cắt đi đó là bạn đang cắt luôn 7 phần mà người kia đang góp vào hôn nhân đó, bạn có biết không? Ha. Thì tôi đã gặp rất là nhiều bạn chỉ bởi vì một đặc điểm nào đó của chồng, của vợ. Mà có khi là cái đặc điểm này lúc còn yêu bạn rất yêu thích nữa đó chứ. Nhưng mà sau về sống cùng thì bạn lại thấy khó chịu, không chịu được, và bạn cứ xoáy vào đó mà suy nghĩ rồi là trời tôi mệt mỏi quá. Thế là bạn muốn cắt người đó đi.
hay thậm chí là có những trường hợp bạn đời của một người thang điểm bình thường thì vẫn đủ đấy. Nhưng chỉ là kỳ vọng hay tiêu chuẩn của người đó không phải là 10 điểm, mà lúc này phải là 20 điểm mới chịu cơ. Trường hợp này diễn ra nhiều ở cái loại mệt mỏi vì so sánh về tiền bạc, tài chính. Chồng làm lương 10 triệu, 20 triệu có nhiều đem về hết rồi, nhưng mà vợ vẫn không hài lòng, vẫn than thở là chưa đủ, hay là chê chồng không có chí tiến thủ. Tôi mệt với anh như thế này, tôi sống cả đời với anh tôi không khá được ha. Tôi mệt mỏi vì nghèo khổ không bằng với bạn với bè vậy đó. Vậy thì cái sự mệt mỏi này nè, có phải là do người kia hay không, hay là do từ chính bạn? Ngay cả trong trường hợp người kia có những điểm không vừa ý, thì bạn hình dung đi, nếu hôn nhân như một ngôi nhà, thì khi có một chuyện gì đó ở người kia, ở hôn nhân không đúng với bạn á, thì nó giống như là cái ống nước bị hư hay là cái bóng đèn bị hỏng vậy đó. Bạn đi sửa ống nước và bạn sửa bóng đèn, hay là bạn bỏ luôn cả ngôi nhà đó và bạn tìm ngôi nhà khác. Rõ ràng là dù bóng đèn có bị hư một chút hay là ống nước có bị rỉ, thì cái việc giữ lại ngôi nhà nó vẫn sẽ đảm bảo cho bạn che nắng, che mưa và có chỗ ngủ. Thì bạn hãy xem xét giá trị của ngôi nhà trên cái phần mà nó đã và đang đem lại, thay vì là bạn chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái chỗ đang bị hư của ngôi nhà, đúng không? Rồi một cái loại mệt mỏi thứ hai, đó là vì một cái điều gì đó hay là một sai lầm lạc bước gì đó của bạn đời mà bạn tự cảm thấy là bạn không xử lý được cảm xúc của mình đối với chuyện đó. Hay ngay cả trong trường hợp chính bạn là người sai mà bạn cũng không biết cách nào để giải quyết cái sự giận dỗi của người kia. Thế là bạn bế tắc và bạn cho rằng là mình mệt mỏi và bạn muốn cắt người đó đi. Thì sẵn đây thì liên hệ luôn đến một chuyện mà tôi đã từng có một cái podcast chi tiết riêng về điều này trước đó rồi ha. Đó là nhiều bạn gặp cảnh bạn đời ngoại tình lạc bước, thế là vì không xử lý được cái cảm giác đau khổ của mình nên cứ nghĩ là phải buông bỏ thôi. Các bạn cứ hay đặt câu hỏi là có nên tha thứ hay không, ly hôn hay không trong trường hợp này. Đa phần các bạn thì đều nói là không muốn sống tiếp bởi vì mệt mỏi quá, bởi cái cảm giác là hai bên cứ dằn vặt nhau về chuyện đó. Thì trong podcast đó thì tôi cũng đã có giải thích rồi, là cái sai của người kia là chuyện của người đó. Nhưng còn chuyện cảm giác đau đớn hay mệt mỏi gì đó là chuyện riêng của bạn. Việc bạn quyết định cắt hay không cắt người kia nó không nên dựa vào cái cảm xúc của bạn, nó chuyện riêng của bạn. Mà bạn phải dựa vào cái phần lý trí bạn tính ra được cái giá trị của người đó. Tính cái phần giá trị mà bạn cái thứ hai, bỏ qua ra cái phần mà bạn chưa xử lý được đi. Thì lúc đó cái giá trị của người đó là gì, ra sao, có đáng để cần giữ hay không. Thì các bạn mà đến tìm tôi tư vấn, tôi hay hỏi cái câu là thế ngoài cái chuyện ngoại tình ra, hay là cái chuyện mà không đưa tiền về cho em mà đưa tiền về nhà nội gì đó đó ha, thì trong cuộc sống chồng em có những cái điểm tốt là gì ha, trong cuộc sống bạn đời của em có những cái điểm tốt là gì. Tôi hay hỏi như vậy là sao, chẳng qua là để giúp các bạn tạm gác đi những cái điểm chưa được mà bạn đang vướng, để bạn nhìn vào những cái giá trị khác của người kia. Nếu giống như cái nhà mà đã hư hết tùm lum thứ á, thì cái việc mà thêm cái vụ ống nước bị hư hay là rỉ nước á, nó làm cho ngôi nhà không còn khả năng khôi phục lại được nữa. Thì thôi lúc đó đủ rồi đó, ráng đã đứng coi như là đủ để bỏ đi rồi, các bạn có thể đứng lên đi được rồi, lúc đó thì tôi sẽ đánh giá giúp bạn. Chứ còn nếu như mà ngôi nhà vẫn sử dụng được, vẫn có giá trị, chỉ vì bạn thấy khó ưa khi không biết xử lý cái đường ống nước nó bị hư như thế nào, thì bạn tính bỏ luôn cả ngôi nhà. Có thể là bạn mệt mỏi là do bạn nghĩ không sửa được cái ống nước đó, nhưng không phải đâu bạn ạ. Việc chỉnh những cái cảm xúc đau đớn của bạn hiện giờ, hay là việc làm sao để ngăn chặn người đó không lặp lại việc sai đó nữa, hay là việc học cách việc đó, vượt qua chuyện đó như thế nào và xây dựng lại hôn nhân như thế nào, đều có thể làm được nếu bạn có được sự chỉ dẫn đúng cách để làm. Thì bao nhiêu học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi đã làm được điều này, miễn rằng hôn nhân của họ vẫn còn một cái giá trị nào đó đáng để họ thấy cần, và họ thấy những cái mất mát quá lớn nếu phải ly hôn. Và thế là họ quyết tâm sửa lại cái mối quan hệ với bạn đời. Thì với những cái hướng dẫn thích hợp từ liệu trình á, họ đã làm được điều đó. Giống như cái chuyện sửa ống nước và sửa bóng đèn vậy, họ học được cách để sửa nó và họ có lại được cả một ngôi nhà. Nó đem lại lợi ích cho họ, cho con cái và người thân của họ. Thay vì là chỉ vì cái cảm giác mệt mỏi bởi sửa không được cái bóng đèn hay sửa không được ống nước mà bỏ đi hết cả ngôi nhà. Thì nhớ nhé, ly hôn không giúp bạn thoát ra được cái sự mệt mỏi. Bởi ly hôn rồi thì nó sẽ đem đến cho bạn cái sự mệt mỏi kiểu khác. Chỉ có việc sửa chữa đúng cách những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải mới giúp bạn hết được cái sự mệt mỏi mà thôi. Rồi, chúng ta đi qua một cái tư tưởng biện hộ thứ hai của việc ly hôn ha. Đó là ly hôn sẽ giúp tôi tự do. Ly hôn có nghĩa là không còn ràng buộc và tôi sẽ thành công hơn. Thì cái tư tưởng này nó cũng rất là buồn cười, nhưng mà rất là nhiều người áp dụng đó ha.
Đó là rất nhiều người khi cuộc sống có nhiều điều vấn đề không vui, có những cái điều gì đó không vừa ý với bản thân, thì lại hay quy kết rằng là những điều mình đang gặp phải là do chuyện hôn nhân mà ra. Và họ gắn khái niệm hôn nhân với ràng buộc và ly hôn với tự do, mà không biết rằng là bản thân mình đang hiểu sai vấn đề. Nhiều người đàn ông cứ hay cho rằng là lấy vợ là thêm ràng buộc, rồi vì vợ cứ lèm bèm kiểm soát, nhắc nhở, ngăn cản họ làm việc nọ việc kia, nên họ cho rằng như vậy là mất tự do. Nếu cho rằng tự do là nằm ở chỗ muốn đi đâu về đâu, muốn tung tẩy làm gì cũng được, muốn ăn lúc nào, muốn ngủ lúc nào, muốn thức khuya bao lâu cũng được, hay là muốn nhậu nhẹt với bạn bè thoải mái lúc nào về thì về, muốn nay quen người này mai quen người khác, hay muốn sống xa đọa xa đầy kiểu gì cũng được, chẳng ai nói, thì có nghĩa là tự do, định nghĩa về tự do của bạn nó sai rồi. Đó là việc nuông chiều bản thân để duy trì cái lối sống ích kỷ, buông tuồng, vô trách nhiệm của một người chưa trưởng thành, chứ không phải là tự do ha. Thì nếu mà sống kiểu như vậy thì dù bạn có sống với cha mẹ hay với bạn bè, hay là bạn đi thuê phòng, xe phòng với ai đi nữa, hay là bạn làm trong cơ quan tổ chức nào đi nữa, thì cũng chả có ai hay là chả có thứ gì hợp được với bạn, chịu đựng được với bạn. Chứ chả nói là tại vì hôn nhân không hợp với bạn hay là hôn nhân làm bạn mất tự do. Nếu bạn muốn sống kiểu chưa trưởng thành như vậy thì đừng có kết hôn. Chứ nếu mà đã kết hôn, có con, có cái, xong rồi lại là vẫn muốn sống cái kiểu buông tuồng như vậy, thì nên nghĩ là việc đi hôn... Nên nghĩ là cái việc ly hôn sẽ giúp mình có lại được điều đó. Thì không phải là vì bạn, vì cái sự tự do mà muốn vậy, mà chẳng qua là bạn là kẻ vô trách nhiệm, và bạn tự hại mình, tự hại cuộc sống của con cái và những người thân quanh mình mà thôi. Tự do đúng nghĩa là phải xét về cái sự độc lập trong tư tưởng và hành động của một người. Thì bất cứ một người trưởng thành nào cũng có thể tìm thấy được điều này từ chính bản thân mình, chứ không phải là ở đâu khác. Hơn nữa là nếu một người biết cách duy trì một cái mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời trong một cái hôn nhân đồng điệu với nhau á, thì họ còn nhận được cái sự đồng hành và ủng hộ để phát huy thêm những cái điều mình đang có. Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông hay phụ nữ có tư tưởng cho rằng là mình chưa thành công, mình không bằng được bằng bạn bằng bè là do mình đã kết hôn, hay là mình bị hôn nhân cột tay cột chân mình lại như vậy, hay là mình gặp cảnh như vậy là do cái hoàn cảnh nhà mình lấy chồng nghèo quá, hay là mình không khá được là do mình phụ thuộc nhà vợ, hay là mình không dám đầu tư làm mạnh là do vợ mình không cho, vợ mình cứ kéo lại hoài ha. Thì họ muốn dùng ly hôn như là một kiểu giải thoát để ra khỏi hôn nhân, để tìm cái giải pháp cho những cái vấn đề của mình ở bên ngoài. Thì nhân cái podcast này thì tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này. Có một người họ đánh rơi chìa khóa trong nhà mình, nhưng vì trong nhà tối quá nên họ không thể tìm thấy chìa khóa. Thế là họ nhớ ra là ngoài đường kia có cái đèn đường sáng lắm. Vì vậy họ đi ra ngoài đường để đến dưới chân cái ngọn đèn đường để tìm chìa khóa cho mình. Vậy họ có tìm thấy được chìa khóa không? Cái ngọn đèn đường đó nó có giúp họ tìm thấy chìa khóa của họ không? Chắc chắn là không rồi. Thế nhưng nhiều người vẫn đang như vậy đó. Họ không biết cách thu xếp để cân đối được thời gian cho các trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Họ không đủ năng lực để phát triển công việc, hay là họ không mạnh mẽ để cạnh tranh và phấn đấu trong xã hội, hay là họ không có ý chí để định hướng đường đi đúng trong sự nghiệp của mình. Họ không biết cách sử dụng sự đồng hành của người bạn đời bên cạnh họ thành cái động lực cộng hưởng, hay là thành đòn bẩy để thành công hơn. Có nghĩa là không biết cách bật cái ngọn đèn trong chính ngôi nhà của mình sáng lên để tìm chìa khóa. Đó mới là việc họ nên làm để giải quyết vấn đề của mình, thì họ không làm. Mà họ lại bỏ ngôi nhà này đó để chạy ra ngoài đường dưới cái ánh sáng vay mượn của đèn đường bên ngoài để tìm thấy cái điều mà họ đang nằm ở bên trong ngôi nhà của họ. Thế thì làm sao mà tìm được? Thì đã bao nhiêu gã đàn ông hùng hổ đòi bỏ vợ bởi vì cho rằng là hôn nhân xong là nhiều ràng buộc mệt mỏi quá nên mình mới thất bại ngoài xã hội. Rồi cơm cuộc sống, cơm áo gạo tiền kiểu này nó không phù hợp với mình. Thế là họ bỏ đi. Rồi cuối cùng thì cái cuộc sống cơm hàng, cháo chợ, vất vưởng, ăn ngủ thất thường sau khi bỏ vợ bỏ con có giúp họ thành công hơn không? Hay là qua thời gian chỉ đem về làm một cái gã trung niên bạc nhược cả về thể xác và tinh thần? Hay là nhiều ông bỏ vợ để được tự do yêu đương thêm người nọ người kia? Nhưng cái kiểu mà yêu không ràng buộc vậy thì nó sẽ kéo dài được bao lâu? Rồi sẽ cũng sẽ đến lúc cái cô bồ đó lại vẫn muốn kết hôn và lại thành gia đình. Rồi cũng sẽ lại là cái vòng quay mệt mỏi với những ràng buộc nó sẽ lặp lại. Hay là bao nhiêu người thiếu phụ cứ nghĩ là chồng và con làm hại cái thanh xuân của mình ha. Cứ rền rĩ là mình hy sinh thanh xuân vì gia đình nên mà mình bị mất tự do rồi mình không bằng được bằng bạn bằng bè. Thế là muốn thoát ra để có lại được cái thanh xuân. Vậy rồi thanh xuân có tìm lại được không sau ly hôn? Hay chỉ là một cái single mom ôm con một mình vất vả khổ sở đủ đường? Và rồi sau đó thì vì những cái nhu cầu tâm sinh lý rất lỗi đời thường của mình thì lại biến thành rau sạch cho những cái gã đàn ông chuyên ham của lạ ha.
lúc nào không rõ luôn. Thì các bạn phải biết rằng là cuộc sống chuẩn mực của một người trưởng thành bao giờ cũng có đi kèm những trách nhiệm của người đó với những người xung quanh. Và khi họ thực hiện tốt được những cái trách nhiệm này của mình thì họ sẽ nhận lại được về những cái giá trị mà họ mong muốn. Hôn nhân gia đình là tài sản quan trọng của một con người. Từ bỏ nó đi rồi thì giá trị của bạn chỉ có giảm đi chứ nó không có tăng thêm. Ha. Có một nhóm người nữa mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây. Đó là những cái bạn yêu sớm, kết hôn sớm, kiểu vợ chồng tình đầu lấy nhau khi thật sự là chưa có nhiều cái trải nghiệm tình cảm yêu đương với các đối tượng khác á. Thì cưới nhau về sống rất là êm đẹp với nhau được một thời gian thì mọi chuyện khi mới bắt đầu nó vào ổn định thì một trong hai bên lại bắt đầu phát sinh ra cái nhu cầu được vùng vẫy để trải nghiệm nhiều hơn. Thì cái sự vùng vẫy lúc này lại va đập với cái hàng rào an toàn của hôn nhân, thế là ngoại tình xuất hiện. Và khi ngoại tình bị đổ bể thì là coi như là bung ra luôn, bởi vì bản thân nghĩ rằng là cần được tự do để thỏa mãn những cái mong muốn cá nhân của mình, mà vì trước đó là vì bước chân sớm mà hôn nhân quá nên không có kịp trải nghiệm. Đó. Rất là nhiều bạn đàn ông ở độ tuổi 30 mấy á, yêu kết hôn với bạn của vợ của mình trong cái gọi là yêu từ thời học đại học với nhau, quen nhau từ thời đó, lấy nhau 5-7 năm xong là bắt đầu phát sinh những cái chuyện như thế này. Đó, và các bạn cảm giác giống như là bây giờ mình phải cần bung ra, mình cần phải tự do, mình cần phải trải nghiệm. Và các bạn tự tin rằng là các bạn có thể coi như là tiếp bước tới và các bạn phấn đấu được nhiều thứ hơn ở bên ngoài, kiểu như vậy ha. Nhưng rồi cuối cùng của việc đổi lại của cái sự tự do đó là gì? Là bạn mất đi cái người bạn đời thanh mai trúc mã của mình ha. Mất đi gia đình và những đứa con, mất cái nền tảng giá trị mà bản thân đang có, đã đổi lại những cái gì rất là phù phiếm vô định, mà có khi là còn trước về trúng một cái người thứ ba tệ hại nào đó để thay thế nữa. Hãy nhớ rằng là ly hôn không giúp bạn kiếm lại được tự do hay thành công. Bạn muốn có được sự trưởng thành, có được sự tự do và thành công thì hãy tìm cách khai thác nó từ chính những cái giá trị nội tại của bản thân bạn. Đừng đổ lỗi những thất bại trong cuộc sống của mình là do bạn đời hay là do con cái hay do những cái ràng buộc của hôn nhân. Cũng đừng nghĩ rằng là bản thân chưa có nhiều trải nghiệm thì cần phải được tự do để bung ra trải nghiệm. Thì bạn nên nhớ rằng là đến cuối cùng thì ai cũng cần một nơi để về. Nơi đó gọi là nhà. Nơi đó có những người yêu thương đang đợi bạn. Bạn đừng bung hết mọi chuyện ra để chạy theo cái sự tự do của bản thân. Để rồi quay lại phía sau thì không còn gì ha. Không còn ai mong đợi và đón chờ mình trở về nữa. Thì một trong các nội dung quan trọng mà chúng tôi hướng dẫn cho các học viên của mình ngay trong ngày 1 của liệu trình hồi sinh hạnh phúc đó là phải học để biết hiểu rằng là bạn là người chịu trách nhiệm của cuộc sống của mình. Khi bạn hiểu được cái điều cơ bản cốt lõi này rồi á, thì bạn sẽ có khả năng điều khiển được cuộc sống của mình theo đúng ý của mình hơn. Tôi đi tiếp qua một cái tư tưởng sai lầm thứ ba, đó là hết duyên rồi thì đành phải chịu vậy thôi. Các bạn dùng cái khái niệm duyên nợ để giải thích cho cái chuyện mà ý định ly hôn của mình ha. Thì hôm trước có một em học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc và có hỏi tôi á, là chị ơi, chị có tin vào cái chuyện duyên số không? Thì đúng là có những chuyện tâm linh trời đất mà khoa học vốn chưa hay là không có giải thích được. Tuy nhiên là để nói về chuyện duyên số thì hãy nghĩ đi. Hồi xưa cũng là ông tơ bà nguyệt sơ duyên, thế mà tại sao người ta ít bỏ nhau vậy? Mà giờ động một chút là bỏ nhau, là chia tay. Chẳng lẽ hồi xưa ông tơ bà nguyệt đó xe cái sợi dây tơ hồng nó mạnh hơn, nên duyên nợ cột con người ta ở lại với nhau chặt hơn? Hay là giờ người ta muốn trốn tránh các trách nhiệm của mình trong việc tạo ra cái sự rạn nứt hôn nhân và cũng không đủ kiên nhẫn để chỉnh sửa lại những cái vấn đề mà mình đã gây ra, nên là viện cớ và cái việc là duyên số đã hết. Thì rất là nhiều cặp đôi hôm trước vừa mới tung lên khoe về hạnh phúc của mình thì bảo là định mệnh của nhau là một nửa hoàn hảo, là trời sinh một cặp, rồi cảm ơn mông tơ bà nguyệt đã xe duyên gì đó ha. Thì ít bữa sau đã thấy là bảo duyên nợ hết rồi nên phải bỏ nhau thôi. Có những người thì đúng là tình hình rất tệ rồi nhưng vẫn dùng dằn không dứt được, vì tiếc tiền, vì sợ mất tài sản, vì sợ cô đơn nọ kia. Thì lại bảo là, thì cái đó là họ do họ không quyết đoán, chứ chẳng phải là do còn duyên nợ gì hết. Nhưng cũng có những chuyện đáng ra không đến nổi để bỏ nhau gì, nhưng mà cứ tiếp tục để cho nó sai mà không sửa, thì lại để cho nó đứt luôn. Thì trách nhiệm thuộc về mình mà mình không làm, thì người ta cũng lấy lý do là do duyên số hết để biện minh. Thì những người mà dùng duyên số để biện hộ, nó là một cái cách xoa dịu tinh thần kiểu a quy thôi. Việc gặp được nhau thì đúng là phải có duyên mới gặp được, nhưng mà để cạnh ở nhau, cạnh được với nhau lâu dài thì cả hai phải tạo ra nợ, thì lúc đó mới đủ vừa duyên vừa nợ. Thì khái niệm nợ trong cái bối cảnh vợ chồng á, nó chính là cái nhu cầu cần có nhau trong cuộc đời.
thì bên này đem đến cho bên kia những cái điều đúng và đủ mà bên kia cần và ngược lại. Đó là lúc cả hai bên nợ nhau một cách công bằng và tốt đẹp nhất. Thì hôn nhân nào thì cũng sẽ có vấn đề. Hai con người với mấy chục năm sống ở hai môi trường khác nhau mà. Khi kết hôn thì đem đủ thứ những cái điều khác biệt đó ráp vào với nhau thì làm sao mà không có những lệch lạc được chứ. Thì vấn đề là lệch chỗ nào thì nỗ lực chỉnh sửa ở chỗ đó. Nó giống như một ngôi nhà bị hư bóng đèn á, thì nên lo sửa bóng đèn để ngôi nhà sáng ấm trở lại. Chứ không phải bởi vì một cái bóng đèn hư mà bỏ hết cả ngôi nhà. Và cho rằng đã hết duyên nợ, đã sống ở đó rồi thì phải đi kiếm mua ngôi nhà mới. Vậy thì cuộc đời có được bao nhiêu lần mua nhà mới như vậy? Bởi ngôi nhà nào thì cũng sẽ có chuyện thôi. Qua thời gian thì không hư bóng đèn thì cũng chảy ống nước, rỉ máng xối hay là mòn gạch vỡ xong. Thì cái ngôi nhà hôn nhân ra sao là do chính bạn tạo ra. Bạn góp vô những gì lúc ban đầu xây dựng cái ngôi nhà đó. Bạn duy trì bảo dưỡng nó ra sao. Và trong cái quá trình sử dụng, nếu có chuyện sai gì đó thì cần phải sửa lại, thì phải chủ động mà làm. Chứ đừng ngồi đó thụ động để rồi những chuyện xấu tiếp tục xảy ra rồi bạn lại tiếp tục đổ cho duyên số nhé. Và nếu như vậy thì cuộc đời bạn sẽ không biết là bao nhiêu lần dựa vào cái việc duyên số như vậy ha. Rồi, một cái tư tưởng thứ tư, đó là ly hôn giờ cũng phổ biến mà, tôi thì sẽ sớm ổn thôi. Đó. Thì có thể là bạn sẽ thấy những cái trường hợp ly hôn quanh mình á, những người đó có vẻ cũng vẫn bình thường. Và ngay cả khi bạn hỏi thăm họ thì họ cũng sẽ nói với bạn là họ ổn. Và họ nghĩ, bạn nghĩ rằng là thực tế là như vậy. Tất nhiên một khi đã ly hôn rồi thì đã vào cái thế rồi, trước sau gì thì cũng sẽ phải tiếp tục sống chứ, và buộc phải ổn lại chứ, đúng không? Thì ly hôn đâu phải là cái chuyện sinh tử hay là chuyện trời sập gì đâu, nên bạn sẽ không chết vì ly hôn đâu. Bạn sẽ vẫn tiếp tục sống được. Chỉ có điều như thế nào là ổn và bao lâu mới ổn thì đó là chuyện mà bạn. Có thể vào cái thời điểm phát sinh ra cái mong muốn ly hôn, bạn chưa thể lường trước được. Và điều này thì khi bạn hỏi trực tiếp những người đã ly hôn thì họ cũng sẽ không hề kể với bạn đâu. Bởi chẳng ai muốn nhắc đến những cái nỗi niềm liên quan đến sự thất bại của mình cả. Họ đâu có muốn đối mặt với cái cảm giác tiếc nuối hay là giá như của mình. Họ cũng như đâu muốn kể lại chuyện cũ để có thể là đụng chạm đến cái hiện tại hiện có của họ. Nhưng nếu như mà bạn chịu khó để ý thì bạn sẽ thấy rất là nhiều cái cô single mom sau ly hôn tự nhiên tích cực sâu ra là mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn, sang chảnh hơn, thành công hơn, đẹp hơn. Để chứng minh cái kiểu là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, là ta đây không cần ai thì ta vẫn sống tốt vậy đó ha. Hay là có những anh vừa bỏ vợ xong thì lúc ngồi nhậu thì lại càng hay to mồm huyên thuyên về việc là mình thành công thế nào. Dạo này cô quen cô này xinh sao, cô kia đẹp sao ha. Tại sao những người đó họ lại như vậy? Đó là một cách để che giấu cái sự bất an trong chính tâm hồn của họ thôi. Bởi người mà cái tâm yên ổn và thấy bình an hạnh phúc thật sự thì họ không cần thể hiện cái kiểu bất thường ra như vậy đâu. Đàn ông thì thường cũng không có cái biểu hiện show off ra như kiểu mấy con như vậy. Thế nhưng mà cũng hay to mồm kiểu chê bai mấy thằng sợ vợ nọ kia. Nhưng mà thật ra thì họ thèm chết đi được những cái phút giây đầm ấm của nhà người khác. Thì để tôi đọc cho bạn nghe một tâm sự giấu mặt của một người đàn ông gửi đến cho nhóm hồi sinh giúp nhau hạnh phúc nhé. Thì tâm sự của người ấy viết như sau ha. Thì nói rõ luôn là trên group giúp nhau hạnh phúc á, của chúng tôi thì có thỉnh thoảng có những bạn họ muốn đăng những cái bài tâm sự của họ nhưng mà họ không muốn lộ danh tính thì họ có thể gửi về cho nhóm và đăng dưới cái dạng giấu tên ha. Thì ở đây trong trường hợp này người đàn ông này là họ sử dụng cái cách đó. Chào chị Lina, tôi mới tình cờ biết đến kênh của chị gần đây thôi. Tôi đã ly hôn rồi nên chắc là không còn kịp để nhờ chị giúp hồi sinh hạnh phúc được nữa. Nhưng nghe mấy bà chị phân tích về chuyện gia đình và ly hôn thấy quá thấm thía nên hôm nay mạo muội viết cho chị ít dòng. Tôi năm nay 47 tuổi và ly hôn cách đây đã 6 năm. Là do lỗi của tôi. Tôi đã phản bội vợ của mình, người bạn thanh mai trúc mã, người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình từ cái thời trẻ. Trước đó chúng tôi là bạn học cùng thời đại học ha. Tôi quen với người khác, tôi đuổi theo những cái thú vui bên ngoài. Thì khi vợ đòi ly hôn thì tôi đã nghĩ vậy là thì cũng khỏe, thì mình có điều kiện để được sống là chính mình hơn. Rồi ngoài kia có bao nhiêu điều vui đang đợi, bao nhiêu lựa chọn thú vị khác nữa thì có gì để buồn phiền về cái chuyện gia đình đổ vỡ đó đâu. Thì lúc đó thật ra tôi cũng không hẳn là bỏ vợ để đi theo một cô bồ, bất cứ một cô bồ nào đâu. Bởi cái chuyện quan hệ kia nó cũng chỉ là những cái mối quan hệ không đầu không cuối thôi. Nhưng mà vì thấy các cơ hội giải thoát để được tự do nên tôi đã nghĩ rằng cái chuyện ly hôn nó đơn giản như vậy. Và quả thật là đã thấy cuộc sống thật tuyệt trong vòng một vài tháng sau đó. Thế nhưng mà 6 năm trôi qua rồi chị ạ, tôi vẫn chưa và vẫn không thể nào tạo dựng lại được cuộc sống mới ổn định của mình. Mọi cuộc vui trễ lắm thì cũng đến giờ bạn bè cũng phải đi về với gia đình của họ.
hay là mọi mối quan hệ tình cảm thì đều chả đi đến đâu. Bởi lúc mới quen thì vui đó, nhưng để gắn bó lâu dài thì là lúc cái sự so sánh trong tôi nó trỗi dậy. Tôi chả thấy ai bàn được với vợ cũ, rồi nỗi sợ hãi cảnh vợ con nheo nhóc, cha già con mọn khiến cho tôi chùng bước. Rồi là chuyện sức khỏe không còn sung mãn, rồi chuyện công việc không như ý. Thì những cái điều nho nhỏ nó như bào mòn tôi mỗi ngày chị ạ. Cả ngày lao vào việc và những cái chuyện vui chơi thì tôi không thấy sao, nhưng những cái lúc đêm về rã mình sau chầu nhậu á, phải tự bật đèn bồ và bò vào cái căn nhà vắng lặng không có ai đón đợi mình á, thì tôi biết mình đã bất hạnh lắm. Tôi không biết bao giờ thì mình mới có thể ổn. Tôi viết cho chị, mong chị cho tôi vài lời khuyên tôi nên làm gì đây với mấy chục năm tiếp theo của cuộc đời mình bây giờ. Đó. Thì tâm sự của người đàn ông này á, làm tôi nhớ thêm một cái mẫu phỏng vấn của một nữ diễn viên. Cái cô này là diễn viên ngoài Bắc, cũng khá nổi tiếng, khá xinh ha, đóng nhiều bộ phim truyền hình ăn khách trong thời gian qua. Thì cô bảo là trong vòng mấy năm sau ly hôn, cô đã mạnh mẽ vượt lên như thế nào, đã phấn đấu trong nghề nghiệp thành công, đã mua sắm tài sản, đã nuôi dạy con tốt ra sao. Và cô nghĩ là mình đã rất ổn khi vượt qua được cái chuyện cũ rồi, cũng chả cần có nhu cầu phải yêu và quen ai đó nữa. Cho đến một lần cô gặp cái sự cố nhỏ là xe hơi hư khóa hay là hỏng khóa hay máy móc gì đó giữa đường khuya mà cô không biết làm cách nào. Cô bảo thật ra nếu tỉnh táo thì vẫn có thể nghĩ ra được cách để giải quyết thôi. Nhưng chỉ là vào lúc đó đi làm về khuya mệt mỏi rã rời, cô đơn một mình lái xe đi trên cái con đường vắng lặng mà gặp lại chuyện như vậy thì cái cảm giác trong cô nó bùng nổ. Cô cảm giác giống như không có một cái số điện thoại nào mà để có thể cô có thể gọi và nói chuyện hay là cầu cứu gì được hết. Cô khóa cửa xe và ngồi khóc một mình cho đã, rồi cảm thấy bất lực, mất phương hướng. Tự nhiên là mong chờ có ai đó để được dựa dẫm, để cần thì gọi, để biết rằng là có người cần mình và mình cần họ. Thì nói thêm một chút cái cụ vụ cô diễn viên này đi. Cô này lúc đầu ly hôn bảo sợ rồi không yêu, không kết hôn gì nữa. Nhưng sau vụ cái tâm lý bất ổn kia thì cũng yêu thêm một người khác, cũng có cái hoàn cảnh gãy đổ giống cô. Cứ gắn bó thân thiết và cũng tiến lại gần cái mức muốn kết hôn lại rồi. Nhưng rồi cuối cùng lại cả hai vẫn chia tay và cô lại long đong một mình nữa rồi. Thì những tâm sự và hoàn cảnh kiểu này nó không phải là hiếm. Người đàn ông trong cái mẫu tâm sự ở trên đã mất 6 năm và chưa biết sẽ mất thêm bao nhiêu lâu nữa để có thể ổn. Tất nhiên là cái việc đứng lên vượt qua được chuyện cũ nhanh chậm nó sẽ không giống nhau ở tất cả mọi người, mà sẽ phụ thuộc vào đặc điểm và hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Có nhiều người bạn sẽ có thể thấy là họ nhanh chóng đi bước nữa và ào ào lao vào cái cuộc sống mới giống như là đã bỏ được cái chuyện cũ ở phía sau. Nhưng thật ra là cái vết sẹo ly hôn của hôn nhân trước đó nó không phải đã lành miệng đâu. Những vấn đề trên bề mặt như là chuyện tài chính, tiền bạc, những vướng mắc về con cái chung riêng, chuyện nhì nhằng các mối quan hệ cũ mới, dẫu là phức tạp thì cũng có thời hạn để dẹp yên. Nhưng mà những tổn thương về lòng tin, những lệch lạc về quan điểm hạnh phúc hay là những mù mờ về bộ mẫu gia đình phù hợp, nó sẽ là những cái dấu ấn khó phai cho những người trải qua đổ vỡ hôn nhân. Và đó là lý do tại sao các thống kê đã cho thấy là tỷ lệ ly hôn của hôn nhân lần 2, lần 3 bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với kết hôn lần 1 là vì vậy. Hôn nhân lần đầu với thời gian tìm hiểu lâu, nền tảng tình yêu vững chắc, thời gian gắn bó đi qua cả bao nhiêu giai đoạn mà còn tan vỡ, thì cái việc đi tiếp khi mang theo một loạt những cái vết thương chồng chéo của quá khứ và hôn nhân mới và mối quan hệ mới dễ gì đem lại một cái kết đẹp hơn cho cái mối quan hệ sau. Vậy nên chỉ có thể nói rằng là bạn ổn khi những cảm xúc của bạn được phục hồi hoàn toàn sau vụ đổ vỡ. Mà điều này thì theo các chuyên gia tâm lý chuyên về mảng hôn nhân và ly hôn á, thì thời gian trung bình sẽ là từ 3 đến 10 năm. Đó là người lớn ha. Còn đối với trẻ em thì những tác động này nó sẽ kéo dài trong nhiều năm. Thì tôi sẽ dành cái phân tích cái này ở cái phần sau của podcast ha. Hiện tại mà khi nghĩ đến chuyện ly hôn á, bạn có tự mình đánh giá được cái khả năng ổn định lại cuộc sống của mình là như thế nào chưa? Thì đã nhìn hết mọi khả năng và dự đoán được mình sẽ làm gì để giảm thiểu hết những rủi ro của việc đó chưa? Hãy xem xét các phần phân tích của tôi vừa rồi để suy ngẫm và xem thêm podcast về các hậu quả của ly hôn để bạn dễ hình dung những gì bản thân có thể gặp để chuẩn bị cho kỹ nhé. Thì do những cái phân tích về các ảo tưởng về ly hôn này hơi dài nên tôi sẽ tách ra thành hai podcast. Podcast phần 1 thì tôi đã đi qua phần diễn giải về bốn cái tư tưởng nào là ly hôn sẽ giúp tôi giải quyết sự mệt mỏi nè, ly hôn sẽ giúp tôi tự do nè, ly hôn là do hết duyên nè, và ly hôn cũng bình thường thôi và tôi sẽ sống ổn ha. Thì bốn cái tư tưởng này á, tư tưởng nào cũng có những cái điểm đáng để bạn phải cân nhắc lại nếu như là bạn đang có những cái suy nghĩ giống như vậy. À mà nói rõ trước là như thế nào, mục đích của tôi trong podcast này không phải là để ngăn bạn đừng ly hôn, bởi vì chỉ có bạn mới là người hiểu rõ nhất tình cảnh của bạn và cảm xúc của bạn,
và bạn là người có toàn quyền quyết định cuộc sống của mình ra sao sau này. Ly hôn hay không ly hôn là thuộc quyền quyết định của bạn chứ không ai khác. Chỉ có điều là người đã chứng kiến nhiều học viên của mình hồi sinh lại được hạnh phúc dù đang ở trong cái hoàn cảnh phức tạp và đang trải qua những cái loại khủng hoảng nặng nhẹ đủ mà cấp độ. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là một cái thông điệp rằng là nếu như bạn biết dành thời gian suy nghĩ một cách lý trí hơn đến những điều liên quan đến hôn nhân của mình. Cụ thể trong trường hợp này là những gì mà bạn có thể phải mất mát hay những gì không hay mà bạn phải đón nhận nếu như quyết định ly hôn. Thì bạn sẽ thấy rằng là việc phá vỡ hôn nhân hiện tại của mình có thể không phải là một cái lựa chọn khôn ngoan. Bạn hãy nghiên cứu kỹ các podcast khác trong cái playlist ly hôn hay nắm giữ của kênh Lina này để bạn có thêm thông tin để cân nhắc nhé. Và nếu bạn muốn có một con đường khác để xử lý những khủng hoảng hiện tại đang có trong hôn nhân của mình thì cứ liên lạc với tôi qua website hoisinhhạnhphuc.com. Ở trên đấy thì bạn có thể điền cái form đăng ký tư vấn thì tôi sẽ dành cho bạn 30 phút tư vấn miễn phí để giúp bạn đánh giá xem là cái tình trạng của bạn có thể sửa chữa khắc phục và hồi sinh lại được không. Hãy tạm bỏ qua những cái cảm xúc lên xuống thất thường của bạn hiện giờ qua một bên. Bạn đang cần một con đường lý trí để đi thì mới có hy vọng thoát ra được những cái rối ren hiện tại. Và tôi hy vọng sẽ là người dẫn đường giúp bạn trong cái hành trình này. Thì podcast phần 1 đến đây là hết. Thì các bạn nhớ đón nghe phần 2 với những cái phân tích về các tư tưởng ly hôn sau đây. Các tư tưởng ly hôn tiếp theo đó là tôi muốn ly hôn để người kia nhận ra sai lầm. Sẽ là tốt hơn cho trẻ khi bố mẹ ly hôn hơn là để sẽ trẻ sống trong cái cảnh bố mẹ cãi nhau. Và tư tưởng nữa là trẻ con thì biết gì đâu. Tôi cứ ly hôn thôi chứ tụi nó rồi cũng sẽ ổn thôi, tụi nó không bị ảnh hưởng gì. Rồi một tư tưởng nữa là ly hôn là vợ chồng chia tay thôi chứ mọi thứ khác vẫn bình thường, chúng tôi vẫn sẽ là bạn của nhau sau đó. Rồi ly hôn là để đến với người mới tốt hơn, hay là ly hôn rồi thì tôi sẽ gặp được người tốt hơn. Đó là những cái suy nghĩ mà tôi sẽ phân tích ở phần 2 của podcast ha. Hãy đón nghe để biết xem là mình có đang mắc phải những cái tư tưởng giống như vậy không nhé. Thì chào bạn, tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn trong các podcast tiếp theo hay tại liệu trình hồi sinh hạnh phúc nhé.